Mặc dù trời không có mưa, nhưng những ngày qua, việc đi lại của người dân tại cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trở nên khó khăn hơn khi tuyến đường giao thông trong cụm công nghiệp bị ngập nước, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân nơi đây. Đây là tuyến đường giao thông dẫn vào cụm công nghiệp Phú Lâm. Những ngày qua, tuyến đường này luôn bị ngập nước, nguyên nhân là do các doanh nghiệp xả trộm ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sức khỏe của nhân dân. Là vừa rồi bắt đầu không cho thải ra sông ấy, thì bắt đầu mới vào đây cũng khoảng độ chục cái này rồi, chục ngày đấy, bắt đầu không cho thải ra sông Ngũ Huyện Khê thì bị có mấy lần nó tràn, cũng có một lần nữa tràn ra ao này cũng bơm rồi, cũng lâu rồi đấy. Thế còn đi ra Bắc ấy, ở trong cái đất công nghiệp ngày xưa thì dân ở đây thì chấp nhận cho khu công nghiệp thì nói chung là thôi thì nói chung là sống quen với lũ rồi, nó quen rồi. Không chỉ thải nước ra tuyến đường giao thông, các cơ sở sản xuất ở đây vẫn bất chấp những quy định của pháp luật xả thải ra môi trường. Để giữ an toàn cho ao cá nhà mình, ông Lưu Quang Lợi ở thôn Đông Phù, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du phải dùng đủ mọi cách để nước thải công nghiệp không tràn vào ao cá của gia đình. Cô bây giờ không xử lý được mà nó rỉ róc vào là chết hết, chả nói chuyện, kể cả cây cối nó cũng không lên được. Bây giờ thì chúng tôi là dân cũng chỉ biết đề nghị với lại cấp trên này xem là xử lý thế nào, hoặc là nước nó phải thông thoáng hay không, thì có bây giờ chả làm ăn gì được, chết hết. Nếu như mà nó cứ đà này thì cũng không chắc là làm nổi. Bây giờ cái nước nó cứ đầy mỗi ngày đầy lên thì làm sao được. Đấy là chưa mưa, nếu mà nó mưa thì thôi là phẳng luôn. Chỉ trong thời gian ngắn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra 7 quyết định xử phạt và đình chỉ các doanh nghiệp đã vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Đây là động thái tích cực của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trong việc giải quyết những điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, động thái này vẫn như muối bỏ bể, các doanh nghiệp vẫn bất chấp lén lút xả thải ra môi trường như một lời thách thức chính quyền.